chào tất cả mọi người, tôi tên là Hiếu, bộ phận truyền thông của công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Nguyễn Mạnh Hùng, có địa chỉ tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, để cùng chia sẻ cái mẫu từ đường kết hợp nhà ở 5 gian cho chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho nhà anh trong cái thời gian 6 tháng vừa qua. Và bây giờ mời mọi người cùng tôi vào bên trong công trình để cùng xem cái chi tiết của công trình mà chúng tôi thiết kế. Các bạn có thể thấy là trước khi bước vào khuôn viên của gia đình anh thì là được bố trí cái cổng với diện tích rất là rộng, và hai bên được bố trí là toàn bộ là cái hệ thống cây xanh tạo lên cái khung cảnh mà thoáng đãng mát cho công trình. Và tiếp đến công trình nhà anh thì trong này thì anh được bố trí là bằng các cái tấm đá có kích thước là 35 x 1 m và xen lẫn là các cái thảm cỏ xanh. Đấy, mọi người có thể thấy là các cái kết hợp của gia đình anh là rất là phong phú. Đấy, trước khi bước vào công trình thì cảm giác cho ta nó có một không gian rất là mát mẻ. Đấy, mọi người có thể đi sâu vào bên trong này để xem cái khuôn viên của gia đình nhà anh. Thì toàn bộ bên trong này là được anh bố trí các cái đồi cây, và bên trong này nữa là bố trí có cái hệ thống bể cá koi. Đây là mời mọi người ở bên trong này cùng tôi. Đấy, có khu vực cá koi và khu vực uống nước. Đấy, mọi người có thể là cùng nhau uống chè và thưởng thức cái khung cảnh. Và bên ngoài này là có một cổng phụ. Cổng phụ này là để có thể ra ngoài hồ ngoài kia để chúng ta có thể thưởng thức cái không khí trong lành ngoài đấy. Và bây giờ mọi người cùng tôi vào bên trong cái khung gian chính của công trình. Và giới thiệu với mọi người là ngay cạnh tôi đây là bác Dinh. Bác là bố của anh Hùng. Thì cháu xin chào bác ạ. Vâng, đây là nhờ bác giới thiệu sơ qua về mình được không bác? Xin trước hết là xin cảm ơn các bác. Là tôi Nguyễn Mạnh Dinh, đội 11, xóm Trần Phú, thôn Vạn Xuyên, xã Tứ Dân, tỉnh Hưng Yên. Xin cảm ơn các bác là từ quá trình các bác làm thời gian công trình làm nhà là từ mùng 7 tháng 6 đến bây giờ là công trình đã hoàn thành. Vậy như là chúng tôi là chủ nhà thì xin cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ gia đình công trình lần này là đến hoàn thành tất cả các thứ. Nhà coi như là 5 gian, 3 gian là nhà thờ, 2 gian hai bên là phòng nghỉ, 4 phòng nghỉ, tất cả công trình là đã hoàn thành. Trong nhà trên một gian giữa là xin để thờ gia tiên, bên một gian bên là xin để thờ Phật, còn một gian bên thì là để phòng khách. Xin tất cả đồ thờ của gia tiên là đã hành phi câu đối, tất cả các thứ đồ thờ là các thứ là của gia đình sắm sửa coi như là đầy đủ. Các công trình xây đắp nhà thờ thì xin cảm ơn coi như các bác coi như giúp đỡ, coi như gia đình đã hoàn thành, hiện nay là đã hoàn thành coi như là công việc. Vâng, con cũng cảm ơn bác. Thì trong cái thời gian mà công trình nhà mình mà từ lúc khởi công đến lúc mà đưa vào sử dụng ấy, thì trong quá trình làm thì là anh em thợ rồi tất cả là mọi người trong quá trình làm thứ nhất là có nhiệt tình với công việc hay không ạ? Nói chung là thôi đi, tất cả các công trình từ đầu đến bây giờ là các ông các bác như giúp gia đình là công việc là làm là tốt, coi như là từ đầu đến cuối nói chung là tất cả các đoàn thợ là làm nhiệt tình và tốt, coi như gia đình xin cảm ơn. Dạ vâng, thì đấy thì bọn con cũng về trên cái khuôn viên đất của nhà mình thì bọn con cũng lên cái phối cảnh rồi tất cả thứ nó đồng bộ. Thì trong quá trình mà bây giờ là cũng gia đình mình cũng vào sử dụng rồi thì bác có thấy cái không gian mà bọn con thiết kế có hài hòa với lại cái mục đích sử dụng của mình không ạ? Nói chung là tất cả coi như các thứ các bác giúp cho gia đình là rất hài hòa, làm là công việc là tốt. Dạ vâng, vâng, con cảm ơn bác ạ. Bây giờ giới thiệu mọi người đây là cái vị trí công trình chính của gia đình nhà anh.
Công trình này là công trình kết hợp từ đường và nhà ở 5 gian. Thì giới thiệu mọi người chi tiết về cái gian chính của công trình nhà anh. Thì cái bức gian giữa thì nó có kích thước từ tim cột này đến tim cột này. Nó là với kích thước là 3m1. Và hai gian hai bên đối xứng nhau thì nó có kích thước là 2,7m. Khác biệt ở công trình này là có kết hợp nhà ở lên là hai bên nó có thêm hai cái ô với kích thước là bức gian là 3,64m để bố trí các cái phòng ở cho gia đình nhà anh. Và bây giờ mọi người cùng tôi bước lên cái vị trí bên trên của công trình để vào xem chi tiết của công trình. Thì chuẩn bị bước vào cái công trình thì là nó có cái bậc ngũ cấp. Thì toàn bộ cái bậc ngũ cấp này là được bên công ty chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà anh là toàn bộ bằng đá xanh đen Thanh Hóa, kết hợp với lại các cái chân tảng. Và toàn bộ bên trên cái hiên nhà này thì là cũng được lát bằng toàn bộ bằng đá xanh đen, kết hợp với lại các cái ngưỡng cửa của nhà cũng toàn bộ bằng đá xanh đen Thanh Hóa. Thì chi tiết thì giới thiệu cho mọi người cái chi tiết là cái bức gian của cái phần hiên nhà này. Thì nó có kích thước là từ tim bên cột này sang tim cột này thì nó có kích thước là 2m25. Đấy, tất cả là cái bức gian của cái công trình này thì toàn bộ là được bằng kết cấu là bê tông sơn giả gỗ, và hai bên đầu hồi là có hai bức tranh cảnh được sơn mạ đồng. Đấy. Tiếp đến thì là trước khi là vào bên trong công trình giới thiệu cho qua mọi người là đây là toàn bộ cái hệ thống cửa bức bàn này là được bên chúng tôi là thi công bằng gỗ, chất liệu gỗ là lim Nam Phi. Đấy, toàn bộ cái hệ thống ngưỡng cửa và cánh cửa là toàn bộ bằng hệ thống lim Nam Phi hết mọi người ạ. Đấy, đục là các bức tranh là tùng trúc cúc mai. Và bây giờ mời mọi người cùng tôi vào bên trong công trình nhà bác. Thì khác biệt với lại các cái công trình khác thì công trình này là nó kết hợp mà từ đường và nhà ở nên là nó có thêm cái bước gian. Thì từ cái bước cột bên này sang cột bên này nó là 1m35, và tiếp đến là từ bước cột bên này sang đến cột chỗ gần khu vực thờ nó là có diện tích là 2m rưỡi, và tiếp đến là từ tim cột bên này đến tim cột khu vực là bên trong chỗ bàn thờ kia là 1m35, và cái tim từ cái cột chỗ khu vực bàn thờ đấy đến mép của tường nó là 1m15. Thì đấy, thì giới thiệu với mọi người thì là bên trong cái khu vực này thì là gia đình bố trí, gia đình là một khu vực ở gian giữa này thì là bố trí để thờ gia tiên, thì kết hợp cùng với lại các cái hoành phi câu đối bằng toàn bộ cái này là bằng gỗ gụ. Đấy, mọi người có thể tham khảo cái bàn thờ như nhà bác đây. Và bên cạnh tôi đây là cái bức gian bên cạnh đây thì được gia đình nhà bác là bố trí để cái khu vực bên này là khu vực thờ Phật. Đấy mọi người ạ. Khác biệt là bên này là bác bố trí là thờ Phật ở bên này. Đấy, giới thiệu sơ qua với mọi người về kết cấu bên trong cái khu vực cái gian thờ ba gian này. Thì toàn bộ cái kết cấu này được làm bằng bê tông sơn giả gỗ, toàn bộ các cái phần hoành rồi rui. Và giới thiệu mọi người phía bên phải tôi đây được công ty tôi thiết kế cho bác là gồm có hai cái phòng ngủ. Bên này là cái phòng ngủ cho con trai của anh, bố trí là cái phòng ngủ cho riêng cho con trai, và tiếp đến bên này là cái phòng ngủ riêng của hai bác. Đấy, cái phòng ngủ là bố trí rất là rộng rãi với diện tích là 18m2. Và bây giờ mọi người có thể sang cái phía bên tay trái của tôi bên kia là cái khu vực là cũng được bố trí là cái gian ở bên này. Mỗi khi gia đình anh chị về là có công có việc là anh chị sẽ ở bên phòng này. Nên hôm nay anh chị không có nhà nên phòng này khóa rồi. Phòng bên này là được bố trí một cái phòng này là cho phòng một con gái. Đấy, là có hai khu riêng biệt. Như cái phòng bên kia là giới thiệu mọi người là bên kia là phòng của con trai và bên này là phòng của con gái. Và khu vực ở đây là có một cái khu vệ sinh.
Đây, nó được bố trí một cái khu vệ sinh này là phục vụ cho hai cái phòng này mọi người ạ. Đấy, cũng rất rộng rãi. Và vừa rồi là mọi người cùng tôi tham quan công trình nhà thờ kết hợp ở Lam Gian. Mọi người có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy liên hệ cái số điện thoại bên dưới để được tư vấn. Bây giờ hẹn gặp lại mọi người ở các cái video chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.